Hà Nội thách không hết bờ. Nguyễn Phương Thể, Nguyễn Bản, Lê Sư Mày. Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh Trải Nghiệm của mình. Tiếp tục là một cái clip test gian dở kỳ gòi của mình. Kỳ gòi của mình nó thì đang test tới cái phần là kỹ năng, skill. Nó bị lag đứng ngang. Thì hôm nay mình sẽ vào trong đây để mà mình test cái kỹ năng lại. Và cái đặc biệt hôm nay là mình sẽ gia cường cho em ấy lên tất cả những cái bộ đồ trên người. Cộng lên cho em nó là lên 15. Đầu tiên thì mình sẽ ra ngoài đây mình test cái kỹ năng trước. Full cái kỹ năng của em ấy. Xem nó sẽ như thế nào. Hy vọng là không bị bơi ca nữa nha. Anh em ở đây đang farm rất là nhiệt tình. Đang kiếm đồ thằng ở đây. Đồ thằng nó cũng dễ anh em. Chứ không có quá khó đâu. Chờ nữa mình sẽ làm lại một cái đồ thằng cho anh em xem. Nhưng hiện giờ đi kiếm để farm test skill cho anh em mà nó cực kỳ khó khăn. Anh em chờ mình chút xíu nha. Tiếp theo là mình sẽ test cái kỹ năng nha. Đầu tiên thì mình sẽ búp lên như thường lại. Và chuyển qua kỹ năng. Mình sẽ cho kỹ năng quật ngã. Các anh em thấy kỹ năng quật ngã nó cực kỳ là ngon lành không? Nhưng mà tội một cái là nó có delay nha. Đây là ảo ảnh liên hoàn, cực kỳ đẹp. Ảo ảnh liên hoàn này cho chúng ta một thời gợi nhớ kỷ niệm về cái con game mua PC. Đầu tiên là mình sẽ đi ép đồ lên cộng 15 trước. Muốn ép đồ lên cộng được 15 thì các anh em đi lại NBC event. Các anh em đi lại đây, cái cửa hàng nè. Các anh em thấy là cái cửa hàng Alpha Test không? Vào trong đây thì nó cho chúng ta rất là nhiều loại ngọc random các kiểu luôn. Thì mình sẽ mua cho anh em xem. Ở đây là ngọc lúc, đây là ngọc skill nha. Ở đây mình sẽ mua cái viên ngọc liver. Khi mà đã mua đủ rồi, các anh em tiến hành đi khảm vào cái trang bị của mình nha. Khi mà đập cái ngọc liver vô thì cái món đồ của mình nó sẽ lên hẳn luôn cộng 15 nha anh em. Thì một món của mình đã lên cộng 15 rồi. Thì mình sẽ trang bị lên. Và như thế lần lượt anh em đập hết vô tất cả những trang bị còn lại nha. Và như thế là mình đã đập lên nguyên một bộ đồ cộng 15. Cực kỳ sáng nha. Còn thiếu một cái win cộng 15 thì mình sẽ tiếp tục mình đi mua nốt luôn. Còn một cái win thì mình sẽ cho nó vào trong cái win luôn. Cái win của mình cũng là lên 15. Các anh em có thể là lại cái cửa hàng test mua tất cả đều có. Không cần phải đi khảm từ món đâu. Và tiếp theo mình sẽ cho nó lên cái set thằng luôn nha anh em. Theo thì mình sẽ mua một cái bộ đồ S lõm tại NBC. Mình sẽ cho nó lên thành S full và cho nó lên thẳng. Xem nó sẽ như thế nào nha anh em. Thì ở đây cái món của mình là đã lên được một món thần nha. Các anh em cứ việc là mua cái viên ngọc thật, các anh em đập vô là nó sẽ lên nha. Ở đây cũng là một cái găng tay thằng đây. Khi mà mình đập đủ set của nó rồi nó sẽ tự kích full những cái dòng ảnh ở dưới. Mình sẽ đập hết cho anh em xem. Ở đây là thằng cấp 1 nha. 3 món, 4 món là nó sẽ kích full nha. Và như vậy là được 4 món thằng. 4 món thằng này là mình sẽ đập cái dòng S vô cho nó và đập lên cái dòng cộng 15 luôn nha. Ở đây là mình đã đập lên cho em đây, cái dòng ợp nha. Dòng ợp là dòng 28. Cũng như tương tự hồi nãy thì các anh em đập vô thì nó sẽ lên cộng 15 thôi. Nó rất là dễ. Mình còn thiếu một cái tay, mình sẽ cho nó lên thằng luôn nha. Set này là chỉ thằng cấp 1 nha anh em. Mua thêm một cái găng tay nữa. Mình đập lên cộng 15 và đập ọp vô cho em nó nha. Cho nó một cặp bao tay thằng cho nó chắc nha anh em. Nè, 15 thằng. Mình sẽ mặc cái set này lên cho nó kích full cho anh em xem. Mình sẽ thử cái tính năng dây chuyền, mình sẽ đập lên cộng 15 xem nó được hay không. Bây giờ trước mắt thì mình sẽ mặc cái set đồ này lên đặng cho nó kích cái dòng ẩn cho anh em xem. Khi mặc bộ đồ full thằng thì chúng ta lại có một cái dòng ẩn thêm. Đây, nó sẽ kích full nè, gia tăng tấn công nè, gia tăng thể lực, gia tăng sát thương tối đa, gia tăng sát thương gấp đôi và phòng ngự của đối phương. Khi mà mình mặc đủ nguyên bộ set thằng lên thì nó sẽ kích thêm những cái dòng ẩn. Và S này cũng vậy. S này thì anh em có thể là đập lên một cái set là thằng 2. Các anh em có thể là vào trong đây test từ từ nha. Có nhiều cái tính năng hay của một cái con game này. Từ từ mình sẽ làm cho anh em xem là cái đá tạo hóa sẽ như thế nào. Một cái đồ cực kỳ đẹp. Bộ đồ này là còn gọi là cái set địa long nha. Ra ngoài đây mình sẽ test kỹ năng cho anh em xem. Cú đấm ngọ hổ xem là nó có tuyệt vời hay không. Ở đây mình sẽ gán lên một cái kỹ năng là cái cú đấm ngọ hổ. Khá là ok nha anh em. Dù muốn dù không gì anh em chơi GF thì cũng phải là sử dụng cái kỹ năng là đập đắp thôi. Ảo ảnh liên hoàn. Ảo ảnh liên hoàn cho chúng ta một cái lượng công nó rất là to. Chức năng của máy thì nó cũng tùy thuộc vào những cái lần. Và ở trong đây nó có một số cái tính năng ẩn thì mình đã có chia sẻ với anh em rồi. Rất là nhiều rồi. Anh em có thể là vào trong cửa hàng để mà mình mua. Khi mà nó phân chính thức thì nó sẽ có những cái cửa hàng và có những cái món đồ nó cập nhật thêm. Chế độ BK thì nó sẽ cho chúng ta là hòa bình, mục tiêu, gia tộc và toàn bộ này. Những cái tính năng như gì thì nó ra khá là đơn giản anh em. Ở đây là anh em có thể là bung xa nhất có thể. Đặng mình thấy cái lần xa nhất. Ở đây là cái anh em bung là cho nó to nhất có thể. Đặng mình thấy nhân vật của mình đẹp nhất nha. Như gì thì nó khá là lung linh lộng lẫy. Và có một cái phiên bản mới này, nó có một cái tính năng rất là hay. Một cái tính năng anh em thấy nè, ở đây nó có reset thường và reset VIP. Ở đây tùy chọn nè. Các anh em tích vào trong đây là các anh em khi mà đi reset nó sẽ giữ nguyên vị trí luôn. Và các anh em muốn cộng điểm sẵn vào khi mà cái reset lần sau thì các anh em có thể là cộng những cái điểm sẵn dập, sức mạnh, nhanh nhẹn, năng lượng. Thì mình muốn cộng vô cái điểm nào thì nó sẽ cộng vô cái điểm đấy cho mình. Ở đây nó có một tính năng cực kỳ hay nha anh em. Cái chỗ cộng điểm đây, bên đây là thú và bên đây là cái chữ reset. Anh em muốn reset thì anh em chỉ cần là bấm vào trong đây nè. Bấm vào trong đây, hiện giờ nó đang tắt. Anh em bấm vô một cái là nó sẽ chế độ là mở. Và cái con game này thì nó thuộc theo cái thể loại là mobile dành cho PC.
chứ không phải là mobile dành cho mobile nha anh em. Vì sao? Vì nó có là ở nguyên vị trí để mà mình reset, và có cộng cái điểm sẵn luôn. Và trong đây là nó có một cái auto tự động reset, tự động reset nó đang tắt. Các anh em mở lên đó thì các anh em farm chỉ đứng một chỗ thôi, cứ farm hoài farm hoài, mình cứ treo để đó. Nếu mà không có ai cắn lén á thì mình cứ việc ở đó treo hoài, chứ không có mà chạy lên chạy về nha. Ở đây là nó có một cái chế độ reset đó. Nếu mà bật ra thì nó sẽ lên. Ở đây sẽ có một cái dòng quay may mắn này. Dòng quay may mắn này thì mình đã có chụp hình mình up lên cho anh em rồi. Những anh em nào mà Dubai thì vào trong đây quay cái này nó rất là tuyệt vời nha. Vào trong đây cấp độ reset thì các anh em thấy là hạng 1 nè, rất là dữ dội anh em à. Top phù thủy, top tất cả ở đây luôn. Mấy anh em này không biết là cài cái cú gì mà reset hiện giờ lên 160 mấy rồi. Không biết có nhận cái phần thưởng phần quà gì không. Nhưng mà hiện tại anh em farm như vậy á thì đã có test rồi. Test nếu mà nói trọn vẹn test thì người ta test luôn cái reset, test luôn cái liver nha. Clip này thì chỉ review cho anh em tới đây thôi. Clip sau mình sẽ làm những cái tính năng khác. Tại vì một clip mà làm quá nhiều rồi á thì các anh em xem nó rất là bị gói nha. Từ từ anh em có thể là vào trong đây để trải nghiệm tham khảo, để biết nhiều thêm về một cái con game sửa sạn đang cập nhật, con game sửa sạn đang mở ra để chào đón anh em lại trải nghiệm và chơi nha.